Cô Linh chào các bạn. Các bạn đang suy nghĩ một điều rằng mình đang bị béo bụng và cái lỗi béo bụng này chính là do mình đang ăn chất béo. Nhưng sự thật có phải là cứ ăn chất béo là chúng ta bị béo bụng hay là không? Thì ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc này cho các bạn để giúp cho bạn hiểu rõ hơn về chất béo và biết là chất béo liệu có gây ra béo bụng cho mình hay là không. Đầu tiên tôi nói với bạn rằng chất béo bao gồm đường, tinh bột, chất xơ. Nó có vai trò cung cấp năng lượng cho não, hệ thần kinh và các hoạt động. Hậu quả nếu bạn bị thiếu hụt chất béo, bạn sẽ thấy mệt mỏi, suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động sống. Nên chúng ta hãy đừng nghĩ rằng cứ ăn chất béo là bị béo bụng các bạn nhé. Tinh bột và chất xơ rất cần thiết cho chế độ ăn để giảm cân. Cái chúng ta cần tránh nhất ấy, chính là đường ở trong những loại hoa quả mà mọng nước các bạn ạ. Đó là tổng quan về chất béo để chúng ta thể nắm rõ và hiểu rõ hơn về nó. Chất béo thì bao gồm bơ, cá ngừ, cá hồi, dầu ô liu, các loại hạt và quả hạch. Đây là những chất béo các bạn thấy rất là phổ biến. Và chúng rất là giàu chất dinh dưỡng hơn các loại thực phẩm giàu protein và có nhiều cáp. Dinh dưỡng cực kỳ tốt. Và cái điều đó nó sẽ giúp cho bạn thúc đẩy cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và tiêu thụ ít thức ăn hơn hàng ngày. Khi bạn ăn chất béo vào, nó sẽ giảm cái giá thèm ăn cho các bạn. Và các bạn ăn ít calo hơn mỗi ngày, ăn lượng thức ăn ít hơn thì bạn sẽ giảm được lượng calo. Và lúc đấy quá trình giảm cân của bạn sẽ còn tốt hơn. Bạn phải lưu ý chất béo giúp đốt chất béo. Đây là các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cơ thể cần 3 chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng carbon hydrate, protein và chất béo. 1 gram chất béo cung cấp gấp 2 lần năng lượng của 1 gram chất đường bột và protein. Khi chất béo không có mặt trong hệ thống chế độ ăn uống của bạn, bạn sẽ không có nhiên liệu để đốt cháy calo. Việc đốt cháy calo vô cùng quan trọng để giúp cho bạn giảm được cân, gây ra sự thâm hụt calo. Cơ thể thì đòi hỏi năng lượng để trao đổi chất hoạt động đúng theo quy trình, cho thấy rằng việc tiêu thụ axit béo có thể tăng cường sự trao đổi chất, giúp tiêu thụ chất béo thừa trong cơ thể được tốt hơn. Khi bạn ăn chất béo vào, nó còn giúp bạn tăng cường trao đổi chất và lại giúp cho bạn tiêu thụ cái chất béo mà dư thừa trong cơ thể được tốt hơn nữa. Mặt khác thì các nhà nghiên cứu ở Đại học Y khoa Washington đã chỉ ra rằng là những chất béo cũ được dự trữ trong mô xung quanh bụng, đùi hoặc mông, còn được gọi là chất béo dưới da, không được đốt cháy một cách hiệu quả nếu không có những chất béo mới giúp quá trình này hoạt động. Chất béo mới có chế độ ăn uống giúp phá vỡ các chất béo hiện có bằng kích hoạt PPAR để gan đốt cháy chất béo. Bà thấy không ạ? Ăn chất béo nó giúp chúng ta đốt được lượng chất béo dư thừa trong cơ thể, giúp quá trình trao đổi chất được tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Khi đốt được nhiều chất béo hơn, bạn sẽ dẫn ra quá trình giảm cân được hiệu quả hơn. Vậy thì chúng ta kết luận rằng béo bụng là do ăn chất béo có phải không? Đó là sai các bạn ạ, sai hoàn toàn. Ăn chất béo giúp bạn giảm mỡ bụng một cách tốt hơn, hiệu quả hơn nếu như chúng ta lựa chọn ăn chất béo hợp lý và phù hợp với cơ thể của chúng ta các bạn nhé. Đó là điều mà chúng ta cần phải kết luận lại ở đây. Béo bụng là không do chất béo, béo bụng là do chúng ta lạm dụng quá nhiều chất béo, hoặc là chúng ta lười vận động thể dục thể thao đó, hoặc là chúng ta do rối loạn chuyển hóa khi chúng ta không ăn chất béo. Không ăn chất béo sẽ gây chúng ta bị thừa cân và béo bụng đó. Nên chính vậy, hãy ăn chất béo vừa đủ vừa phải, phù hợp với dinh dưỡng của cá nhân của bạn. Và tôi có một thực đơn dinh dưỡng giảm cân hiệu quả trong 7 ngày. Nếu như bạn quan tâm, hãy xem ở phần thông tin bên dưới ở video này để nhận ngay cái bộ tài liệu này của tôi, giúp các bạn giảm cân mà không cần phải tập luyện vất vả. Với những món ăn hàng ngày ở tại nhà, các bạn có thể dễ dàng nấu nướng và chế biến. Hạ Quang Linh cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video của Linh hay ý nghĩa, đừng quên để lại một comment, một góp ý, một chia sẻ để ủng hộ Linh. Và những video sau Linh sẽ làm tốt hơn và cải thiện hơn. Hạ Quang Linh xin chào.